Quý vị vừa theo dõi bản tin Biển Đông và bây giờ là phần tin quốc tế tổng hợp. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, Mỹ đề nghị miễn thực thi luật tác quyền với vaccine COVID, nước Đức phản đối. Nước Đức, Đức ngày 6 tháng 5 đã bác đề nghị của Mỹ về việc miễn thực thi bảo vệ tác quyền đối với vaccine COVID-19, nói rằng hạn chế lớn nhất của việc sản xuất vaccine không phải là quyền sở hữu trí tuệ, mà là gia tăng năng suất và đảm bảo chất lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5 tháng 5 lên tiếng ủng hộ việc miễn thực thi luật tác quyền, đảo ngược lập trường của Mỹ và đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai nhanh chóng ủng hộ các cuộc thương thảo tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Chính phủ Đức hậu thuẫn mục tiêu cung cấp toàn cầu vaccine COVID-19. Một nữ phát ngôn viên chính phủ nói rằng, tuy nhiên vẫn theo lời của bà thì yếu tố chính trong việc sản xuất vaccine là năng suất và những tiêu chuẩn chất lượng, chứ không phải chuyện tác quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ là một nguồn lực của việc sáng chế và phải duy trì như thế trong tương lai người nữ phát ngôn này nói bà cho hay nước đức ủng hộ sáng kiến covax nhằm đảm bảo ngày càng có nhiều người trên thế giới càng tốt tiếp cận được vaccine bà nói thêm là những cuộc thảo luận đang tiếp diễn tại tổ chức thương mại thế giới Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 4 năm nay loan báo trong số 700 triệu liều vaccine triển khai trên toàn thế giới thì chỉ có 0,2% là tại các nước có thu nhập thấp. Một đợt lây nhiễm cao tại Ấn Độ, nước có dân số đồng hàng thứ hai trên thế giới, đã nhấn mạnh đến điểm này. Liên hiệp châu Âu sẵn lòng thảo luận về đề nghị miễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố ngày 6 tháng 5 trong lúc các công ty dược đang tranh đấu để bảo vệ quyền lợi của họ. Tử vong vì Covid toàn cầu cao hơn gấp đôi thống kê chính thức, Đài VOA đưa tin. Đại dịch Covid-19 đã làm gần 6,9 triệu người chết trên toàn thế giới, cao hơn gấp đôi con số chính thức được ghi nhận theo ước tính từ một cuộc phân tích của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế thuộc Đại học Washington. Nhiều người chết không được báo cáo vì hầu hết các nước chỉ ghi nhận con số người chết tại bệnh viện hay các bệnh nhân bị lây nhiễm được xác nhận, Phúc Trình cho thấy. Viện Đo Lường và Đánh giá Y tế là một tổ chức nghiên cứu y tế độc lập cung cấp việc đo lường về những vấn đề y tế thế giới từng được Tòa Bạch Ốc nhắc tới trong quá khứ, và các báo cáo của viện này được các giới chức y tế công cộng theo dõi chặt chẽ. Con số người chết vì Covid-19 được báo cáo có liên hệ rất mật thiết tới mức xét nghiệm trong một nước. Tổ chức này nói, nếu bạn không xét nghiệm nhiều, chắc chắn bạn sẽ bỏ qua nhiều cái chết vì COVID. Ông Christopher Murray, giám đốc của Viện Đo Lường và Đánh Giá Y tế, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến. Viện này ước lượng tổng số người chết vì COVID-19 bằng cách so sánh những cái chết lường trước từ những nguyên nhân khác nhau dựa trên các khuynh hướng tiền đại dịch với tổng số tử vong thực sự trong thời gian đại dịch. Tại Mỹ, cuộc phân tích cho thấy, Số tử vong liên hệ đến COVID-19 ước lượng là hơn 905.000 người. Con số chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC hôm 5 tháng 5 ước chừng là 575.491 người chết vì virus corona chủng mới. CDC không trả lời yêu cầu của Reuters về phúc trình này. Phúc trình chỉ bao gồm những trường hợp tử vong liên hệ trực tiếp đến virus, không phải những cái chết do sự gián đoạn của hệ thống y tế và cộng đồng. Và bây giờ là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Thưa quý vị, Pháp kỷ niệm 200 năm ngày hoàng đế Napoleon qua đời. Hôm 5 tháng 5, tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì lễ kỷ niệm 200 năm ngày hoàng đế Napoleon Bonaparte qua đời. Napoleon là một gương mặt quan trọng trong lịch sử nước Pháp nhưng luôn làm dấy lên những tranh cãi và ngày giỗ thứ 200 hôm nay của ông cũng không ra ngoài thông lệ đó. Cách đây đúng hai thế kỷ, ngày 5 tháng 5 năm 1821, khi mới 51 tuổi, hoàng đế Napoleon đã qua đời tại saint hélène một hòn đảo hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương, nơi ông bị người Anh lưu đày sau thất bại cuối cùng ở Waterloo, xa gia đình và xa đất nước của mình. 200 năm sau, tổng thống Emmanuel Macron đến đặt vòng hoa tưởng niệm dưới chân lăng mộ Napoleon, dưới mái vòm hùng vĩ của điện Invalides tại Paris, sau khi có một bài phát biểu mà điện Élysée cho biết là để trực tiếp đối mặt với nhân vật phức tạp là Napoleon trên tinh thần không tán tụng, không phủ nhận mà cũng không ăn năn theo hãng thông tấn xã pháp vấn đề rất tế nhị vì napoleon cho đến nay vẫn tiếp tục khơi dậy các cuộc tranh luận giữa những người bảo vệ ông những người tán dương nhà chiến lược gia quân sự và người khởi xướng nhà nước hiện đại và những người chỉ trích và cáo buộc ông về tội đã gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người trong các chiến dịch quân sự và tái lập chế độ nô lệ đối mặt với một di sản gây nhiều tranh cãi như vậy nhiều đời tổng thống Pháp đã tránh bày tỏ lập trường đối với Napoleon kể từ khi ông Georges Pompidou kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Napoleon ở Ajaccio, đảo Corse vào năm 1969. Người kế nhiệm là Charles de Gaulle khi ấy đã cho rằng không có cái tên nào vinh quang hơn Napoleon. Bắt đầu từ con số 0, không có gì trong tay, Napoleon đã có được tất cả. Lần này, phủ tổng thống của Macron khẳng định khi mạnh dạng đánh dấu ngày giỗ thứ 200 của Napoleon hôm nay, nguyên thủ Pháp không hề né tránh vấn đề này. Bằng cách nhấn mạnh ý chí muốn nhìn thẳng vào lịch sử, cho dù đó là Napoleon hay hành động của Pháp ở Algeria và Rwanda, hai hồ sơ nhạy cảm. Và bây giờ là một số tin ngắn khác được Đài Phát thanh Quốc tế Pháp tổng hợp cho quý vị. Theo hãng thông tấn xã Pháp, thì Mỹ thất bại trong vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman số 3. Thông báo được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 5 tháng 5, nguyên nhân sự cố khi phóng tên lửa đang được tìm hiểu. Hiện giờ chưa rõ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 bị nổ và rơi ở đâu, nhưng thường thì các tên lửa thử nghiệm được bắn về hướng quần đảo Marshall và rớt xuống biển nếu vụ thử thất bại. Quân đội Mỹ cho biết có kế hoạch thử lại vụ bắn tên lửa Minuteman 3. Công Du Kif Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Nga ngưng các hành động nguy hiểm và gây hấn với Ukraine. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra hôm 6 tháng 5 trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Zelensky tuyên bố Moscow mới chỉ rút ít nhất là quân trong lực lượng đã được Nga điều đến tăng cường ở biên giới với Ukraine, cho nên theo ông, mối đe dọa vẫn còn đó. Một bản tin khác của hãng thông tấn xã Pháp về COVID-19, Pfizer BioNTech ký thỏa thuận với Ủy ban Thế vận hội quốc tế phục vụ Olympic Tokyo vào mùa hè năm 2021. Thỏa thuận được ký kết vào hôm 6 tháng 5, các liều vaccine đầu tiên sẽ được giao từ cuối tháng 5 nếu điều kiện cho phép, kịp để các vận động viên và các phái đoàn được tiêm đủ 2 mũi trước khi đến Tokyo dự thế vận hội từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm nay. Đức Pháp mở chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 cho tất cả người lớn từ ngày 12 tháng 5. Đến thăm trung tâm chích ngừa tại Port de Versailles trưa ngày 6 tháng 5, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố trong điều kiện có đủ vaccine, từ tuần tới tất cả những người trên 18 tuổi đều có thể được chích ngừa. Quyết định này đưa ra sớm hơn một tháng so với dự kiến. Hãng tin Anh Reuters đưa tin về mạng 5G. Hứa quay Hoa vi bị loại khỏi Ấn Độ. Theo thông cáo của Bộ Thông tin Ấn Độ ngày 6 tháng 5, New Delhi cho phép các tập đoàn Ericsson, Nokia và Samsung tham gia chương trình xây dựng mạng điện thoại di động 5G, 5G, nhưng không đã động gì đến các tập đoàn Trung Quốc như Huawei hay là ZTE. Giới phân tích cho rằng có nhiều khả năng hai công ty viễn thông của Trung Quốc này đã bị loại khỏi các dự án mạng 5G, 5G của Ấn Độ. Theo hãng thông tấn xã Pháp, thì nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong lãnh thêm 10 tháng tù Tư pháp Hồng Kông ngày 6 tháng 5 giải thích lý do là Hoàng Chi Phong đã tham gia bất hợp pháp đêm canh thức vào năm 2020 tưởng niệm nạn nhân của phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Năm ngoái là lần đầu tiên chính quyền Hồng Kông cấm tổ chức buổi tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn. Mặc dù vậy hàng chục ngàn người vẫn tập hợp tại một công viên ở trung tâm Hồng Kông. Cùng với Hoàng Chi Phong, ba nhà đấu tranh Hồng Kông khác cũng bị tuyên án vì đã tham gia vào sự kiện nói trên và cũng theo hãng thông tấn xã Pháp thì Facebook vẫn tiếp tục cấm cửa Donald Trump. Hội đồng giám sát của mạng xã hội hôm 5 tháng 5 đã quyết định duy trì lệnh cấm cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mở lại hoạt động trên Facebook và Instagram. Cứ 6 tháng, bộ phận giám sát của mạng xã hội xem xét lại quyết định của mình. Một ngày sau khi người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump tràn vào chiếm tòa nhà quốc hội Mỹ trên đồi Capitol hôm 6 tháng Giêng năm nay, Facebook đánh giá tổng thống Mỹ lúc đó đã vi phạm quy định đăng bài, kích động bạo lực và quyết định khóa tài khoản của ông Trump trên các mạng xã hội Facebook và Instagram và sau đó giao cho bộ phận giám sát để xử lý trường hợp của Donald Trump. Một bản tin khác của hãng thông tấn xã Pháp SpaceX thử thành công tên lửa đẩy Starship. Sau 4 lần thử đều bị nổ tung, cuối cùng vào hôm 5 tháng 5, mẫu tên lửa cực mạnh Starship dự trù cho chương trình chinh phục sao hỏa do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk chế tạo đã cất cánh và hạ cánh thành công. Mẫu tên lửa này được đặt mã hiệu là SN15 với ba động cơ đã cất cánh theo chiều thẳng đứng từ bãi phóng Boca Chica, bang Texas. Phi thuyền sau đó chuyển sang tư thế nằm ngang trong không gian. Cũng như các lần thử trước, tên lửa sau khi đạt được độ cao thử nghiệm khoảng 10 km được điều khiển hạ cánh trở lại mặt đất ở gần nơi cất cánh theo chiều thẳng đứng lần thử thành công này là một bước tiến mới trong chương trình chinh phục không gian đầy tham vọng của spacex